Gà nhà em trị hen 4 đến 5 ngày mà không cải tiến được tình trạng hen, nó cứ khòng khọc. Trong trường hợp đấy thì dùng thuốc gì? Ok, xin mời bác sĩ được không? Ok, xin được cảm ơn câu hỏi của bác rất là tuyệt vời. Thì đối với con gà, trong quá trình mà chúng ta chăn nuôi gà thì xảy ra cái tình trạng mà gà bị hen kẹp mà đã sử dụng 4 hay 5 ngày thuốc rồi mà không có một chút chuyển biến nào thì mọi người có thể nghĩ ngay sang cái trường hợp là gà nhà mình xảy ra cái tình trạng là bị virus gây ra. Thì chúng ta có thể là chúng ta lấy mua những cái dòng thuốc kháng sinh để chúng ta điều trị. Có thể là thuốc rất là tốt và chúng ta điều trị không đạt được hiệu quả cao. Thì theo như kinh nghiệm của Tuấn Đỗ thì nếu mà chúng ta đã điều trị 4 đến 5 ngày kháng sinh mà không thấy con gà mình có cái hiện tượng suy giảm, thì theo như kinh nghiệm của Tuấn Đỗ thì đàn gà của các bác đang mắc phải cái tình trạng là bị do virus gây ra. Thì có mấy con virus gây hen thì có thể là bị IB này, ILT này, hoặc APV này, hoặc cũng có thể là vi trùng cũng gây hen, hoặc là nhưng mà đối với vi trùng thì có thể là xử lý bằng kháng sinh thì có thể là khỏi được. Tuy nhiên thì Tuấn Đô sẽ hướng cho bác thì là cái tình trạng đàn gà mình có thể là bị IB hoặc bị ILT thì bác có thể là kiểm tra lại cái quá trình mà đàn gà nhà mình đã cái lịch sử nhà mình đã làm vaccine chưa. Thì nếu mà bác thấy cái tình trạng vạch những cái mí mắt của con gà có những cái điểm mà viêm xuất huyết ở trong cái kết mạc mắt thì có thể là do bị IB hoặc ILT, hoặc đặc biệt thì nếu mà bác cẩn thận hơn thì bác có thể là mổ khám ra kiểm tra hoặc là gửi hình ảnh qua Zalo của em Tuấn thì để được chẩn đoán một cách chính xác nhất. Thì khi mà xảy ra cái tình trạng mà virus IB hoặc ILT thì bác chỉ cần sử dụng đến ngay cái sản phẩm dịch chiết Aragin của công ty Suvet này, thì bác thay thế với cái nước pha vaccine thì về bác nhỏ trực tiếp vào mắt hoặc mũi của con gà thì nó sẽ giải quyết được cái tình trạng. Tại vì do virus gây ra thì chúng ta phải xử lý cái bằng biện pháp bằng vaccine để chúng ta tiêu diệt cái con virus trước. Sau đó thì bác sử dụng ngày 2, 3, 4 thì bác sử dụng đến ngay cái sản phẩm đặc trị hô hấp phức hợp này. Sản phẩm đặc trị hô hấp phức hợp là một trong những cái sản phẩm đang dùng điều trị tất cả các cái loại bệnh liên quan đến đường hô hấp, ví dụ như là CRD, CCRD, ORT gây ra. Thì cái bệnh hen kẹp ở trên đàn nuôi khi bác sử dụng những cái sản phẩm này, đặc biệt hơn thì để tránh được cái tình trạng mà cái con virus vi khuẩn nhân lên. Và đối với cái tình trạng mà con gà này mình ấy, có rất là nhiều các bác đã điều trị kháng sinh đúng vậy, tuy nhiên thì một điểm đó chính là con gà mình bị nấm, nấm diều hoặc nấm phổi. Thì chúng ta khi con gà mà bị nấm mà chúng ta đưa kháng sinh vào không diệt, sẽ không tiêu diệt được cái con nấm mốc đấy. Thì để đảm bảo an toàn bao vây nhất thì bác sử dụng đến cái sản phẩm vôi sát trùng này để bác pha trực tiếp vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn để tiêu diệt những cái con virus vi khuẩn ngăn chặn ở trong cơ thể cũng như là phun ra ngoài môi trường, thì sẽ giải quyết được rất nhiều cái tình trạng mà con gà này mình bị hen kẹp và điều trị uống thuốc rất là nhiều mà không đạt hiệu quả cao. Xin được cảm ơn.